Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Thảo Uyên, Hoàng Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả. Bỏ qua các chuyện chính trị, bỏ qua những cái về nhức nhối về cái tình hình chính sự, chúng tôi cũng sẽ có cái bản tin về tình hình chính sự ở Iran với Hoa Kỳ, Trung Quốc với Hoa Kỳ. Thế nhưng trở lại với sức khỏe của quý khán thính giả, chúng tôi xin trích dịch nguyên văn một bản tin và sáng nay chúng tôi đọc. Nguyên văn viết như sau: hôm nay là ngày thứ tư, tin tức này xem ra không có gì là sáng sủa hết. Nhưng câu hỏi đặt ra, nếu một ngày có một người nói với quý vị rằng chúng ta sẽ chết thì sao? Nhưng câu hỏi của các nhà khoa học gia đặt ra là nếu có một cuộc thử nghiệm máu cho biết quý vị biết trước trong vòng 10 năm tới quý vị sẽ chết thì quý vị có thử máu hay không? Câu hỏi chúng tôi đặt ra với Thảo Yên. Thảo Yên lắc đầu ngoài ngoại nói rằng no, biết để làm gì cho nó đau khổ. Thế nhưng nó đâu có phải là đơn giản như thế đâu. Cái chuyện này đằng sau lưng nó có cái màu hồng của nó, Thảo Yên, chứ không phải cái gì cũng đen tối cả. Người ta biết trước để chúng ta phòng ngừa. Ai mà chẳng phải một ngày nào đó rời khỏi cõi đời này, phải không ạ? Nhưng mà nếu mà Thảo Yên biết trước 10 năm nữa mình sẽ qua đời, thì trong vòng 10 năm đó mình sẽ thay đổi cách sống. Và chưa hết, nghiên cứu này nói rằng thay đổi nguyên cái tim của Thảo Yên bằng tim của con heo. Họ, trong bản tin họ nói rằng họ có khả năng kéo dài sự sống của chúng ta nếu thay đổi quả tim của chúng ta bằng tim con heo. Lý do là họ nói họ mang 44.168 người tuổi từ 18 tới 109 luôn để mà theo dõi trong suốt nhiều năm trời. Và trong thời gian đó có 5.512 người tử vong. Và thử máu, họ thử máu liên tục luôn, cả 44.000 người này, thì trong máu của 5.512 người chết đó, họ thấy có cái sự khác biệt về cái cơ chế tạo nên máu trong cơ thể của chúng ta. Nó gọi là biomaker. Trong cơ thể của chúng ta có những cái hệ thống tạo ra những cái mạch, những cái máu mới, những cái cell, những cái tế bào máu mới. Và vì lý do nào đó cơ thể không còn tạo được tế bào máu mới nữa, làm cho cơ thể chúng ta chết dần, chết mòn. Có những người chết trẻ thưa quý vị, và có những người chết già, nhưng mà cái thử nghiệm này cho thấy họ có khả năng đoán trước trong vòng 10 năm tới chúng ta có thể là tử vong. Và cái việc mà thử nghiệm máu này rất là chính xác. Và họ nói rằng trong một thời gian ngắn sắp tới, họ có thể giới thiệu cái phương pháp thử nghiệm máu này. Mà nếu ai đồng ý đó, thì mặc dầu có khả năng chúng ta biết trước, và cũng có thể là vài chục năm nữa chúng ta mới qua đời, nhưng mà ít nhất họ nói rằng trong vòng 10 năm đó chúng ta có thể chuẩn bị mọi thứ, từ sức khỏe của chúng ta đến việc nếu vì lý do nào mà chúng ta sẽ phải qua đời trong vòng 10 năm đó thì chúng ta sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, nếu như trải qua các cuộc giải phẫu ghép cấy và cái tiến trình đó đi cùng thời gian với cái việc chế tạo thêm hoặc là nghiên cứu thêm việc ghép cấy với các tế bào của heo vân vân, thì đó là lý do mà hiện nay họ đang nghiên cứu làm thế nào để phát triển những con heo mà có khả năng tạo ra những quả tim. Bởi vì DNA di truyền thể của con heo đối với con người nó rất sát nhau, cho nên cái quả tim của con heo có thể cấy ghép vào con người trong tương lai, thưa quý vị. Và đó là những gì mà họ nói rằng không phải quá màu đen của một ngày thứ tư.
Vẫn tiếp tục là bản tin y khoa thưa quý vị. Thì đây là hai bản tin gộp lại vừa được đưa ra trong vòng tuần này. Đầu tiên đó là hồi đầu tuần thì có một nghiên cứu vừa được công bố và được đăng ở trên tạp chí y khoa Radiology thưa quý vị. Đó là các chuyên gia họ nhận thấy là nếu như mà một người khỏe mạnh không hề có bị bệnh tim mạch luôn thưa quý vị, nhưng mà họ hút vaping, nghĩa là thuốc lá điện tử đó, mặc dù cái chất lỏng ở bên trong không hề chứa nicotine, thì chỉ cần vape một lần thôi, nghĩa là hút một lần, thì bởi vì họ dùng cái MRI scan cho những người này vape đó, thì họ thấy là những cái chức năng về tim mạch, mà đặc biệt là những cái động mạch máu, nó bị thay đổi thưa quý vị, thay đổi liền ngay lúc đó. Nhưng mà rồi sau đó thì các nhà nghiên cứu họ nhận thấy là trong vòng từ 5 cho đến 7 phút thì cái sự thay đổi này nó biến mất và mọi thứ trở về như thường. Nhưng mà cái việc này cũng rất là đáng báo động, là bởi vì họ nói rằng chỉ thí dụ cái đây là một cái nghiên cứu, cho nên những cái người tình nguyện viên này họ hút có một lần mà thôi, và cái sự biến đổi xảy ra chỉ trong vài phút. Nhưng mà nếu như mà không có nhận thấy cái việc này, rồi những cái người mà họ cứ hút liên tục trong một thời gian dài thì không thể biết được cái sự biến đổi, cái sự thay đổi đó nó có trở về như thường hay không, hay là nó thay đổi luôn. Đặc biệt là họ nhận thấy là cái động mạch ở phía cái đùi, phía chân, cái bắp chân đó là cái có nhận thấy có cái sự thay đổi rõ rệt nhất. Nghĩa là khi đó có những người cái động mạch nó bị căng ra, có những người thì nó bị teo lại, và cái lượng máu đi vào cái động mạch đó nó có thay đổi. Thì các chuyên gia, đặc biệt là ông bác sĩ đứng đầu cái cuộc nghiên cứu này, ông nói rằng những người mà được đưa vào cái cuộc nghiên cứu đó là những người rất là khỏe mạnh và có độ tuổi từ 18 cho đến 56, và tất cả họ là từ trước đến giờ họ không hề hút thuốc gì cả, cơ thể khỏe mạnh, hút một lần mà cũng có thay đổi như thế thưa quý vị. Và bên cạnh đó thì có một cái tin cũng liên quan, đó là bởi vì vào tuần trước thì các giới chức y tế, đặc biệt ở tại tiểu bang Wisconsin thưa quý vị, họ phát hiện là ở đây có khoảng gần 20 trường hợp. Đây là những thanh thiếu niên, teenager thưa quý vị, là những em này hút thuốc lá điện tử. Có một số là bên trong có chứa nicotine, một số là không. Nhưng mà rồi hơn 20 trường hợp là các em này bị lung damage, nghĩa là phổi bị thương thưa quý vị, nghĩa là hút xong chỉ trong vòng một thời gian ngắn tất cả đều phải nhập viện. Mà một cái trường hợp mà nặng nhất thưa quý vị, đó là cậu này, cậu mới có 18 tuổi, hút một ngày 2 lần và hút trong vòng 1 năm trời, và mới tuần trước bị bất tỉnh, đi vào bệnh viện, bác sĩ phát hiện là phổi bị tàn phá một cách nghiêm trọng chỉ vì hút thuốc lá điện tử mà thôi. Và cái hiện nay các giới chức ở Wisconsin họ cho biết là không hiểu vì sao những người thanh thiếu niên này cái phổi lại bị tàn phá nghiêm trọng như vậy. Đa số họ hút thuốc lá điện tử không có nicotine thưa quý vị, chỉ có chứa cái flavor, cái chất lỏng ở trong đó, chứa cái loại cái mùi trái cây, dâu tây hay là berry mà thôi. Vậy mà phổi cũng bị hư một cách nghiêm trọng như thế. Cho nên hiện nay các giới chức họ đưa ra khuyến cáo mọi người, sau khi hai cái tin tức này được đưa ra, đó là hút thuốc lá điện tử mặc dù không có nicotine cũng ảnh hưởng cho đến cơ thể của mình. Theo mỗi cơ thể, trong bản tin chúng tôi ghi nhận đó, là tùy theo mỗi cơ thể, có những cơ thể thì thích hợp với thuốc lá, tức là thuốc hút mà có khói. Có những người mà hút thuốc cả đời nhiều khi cũng không sao, nhưng mà có những người chỉ chuyển sang thuốc điện tử không thôi, vậy mà bị hư phổi. Mà những người này là những người trẻ, không phải là ít nha. Mà đặc biệt là cân nặng là một yếu tố rất là quan trọng thưa quý vị. Họ nói rằng những cái người mà cân nặng nhẹ hơn đó bị ảnh hưởng nặng hơn những người mà cân nặng nhiều hơn. Rất là đặc biệt, và sẽ còn nhiều nghiên cứu nữa liên quan đến vaping, thuốc điện tử. Chúng tôi trở lại ngay sau phần quảng cáo, tiếp tục gửi đến quý vị các bản tin đáng chú ý trong ngày, mời quý vị cùng theo dõi.